Ủa sao cô gái áo bằng gì? Akatsuki là một tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm trong thế giới của ninja. Bây giờ sẽ tới thuật quy thức Hồn Giê-xu. Ủa? Trời! Công nhận cái áo lợi hại thiệt. Xin chào tất cả, anh em đã quay trở lại với kênh Nhặt Rác Siêu Vô Địch của anh Hạt Đức Giờ Vlog. Bắn luôn, vô. Hôm nay tôi với anh Tuấn lại tiếp tục quay lại bãi rác năm xưa. Năm nào để tôi coi coi, tại vì lâu rồi những cái bãi rác mình quay lại nó sẽ có thêm nhiều đồ mới. Đúng rồi. Bởi vì hôm nay hai chúng anh em chúng ta sẽ đi ra đây nghiên cứu. Nhưng mà đi lượm rác là phải giống như là đi ăn trộm vậy đó. Trời, đúng rồi, tại vì mỗi lần tôi với anh Tuấn mà đi vô công viên ai cũng dòm hết trơn á, sợ lắm. Tụi thú lạ không có, tụi ăn trộm. Nhưng mà mình cũng giống như là đi ăn trộm thiệt mà. Ôi, tụi thấy trước mặt tôi có một cái đĩa CD. Ủa, acid. Chà, những cái tay em nó bự. Ấy à. Sao cái đĩa nó hôi vậy? Ý, nè, nước nè. Trời ơi, cái đĩa này chắc không ra, nó nằm ở dưới bãi cỏ mấy chục năm rồi hay sao á. Để đeo bàn tay, anh trai, đây là mất vệ sinh quá, phải đeo bàn tay rồi, phải không? Công nhận cái bãi rác này nó rất là rộng luôn, mà có rất là nhiều tài nguyên cho anh em tụi tôi khai thác. Vàng, không có vàng. Trời ơi, có vàng người ta khai thác hết trơn rồi, tới lượt mày đâu, mình chỉ còn có rác thôi à. Còn có rác thôi à. Vô. Đây là những cái rác mà năm xưa tụi tôi lượm mà bây giờ nó vẫn còn ở đây luôn, người ta chưa đốt nữa. Ôi, nhưng mà hôm nay tụi tôi phải đi nghiên cứu lấy cái rác mới về, mỗi xài nó mới ngon được. Mít nè. Ủa, trái mít này là đồ chơi hay là trái thiệt vậy? Ở như đồ chơi anh ơi. Ủa, hôm nay là đồ trái mít đồ chơi luôn mà sao tôi nhìn nó như là cục sida ấy. Dạ. Lấy luôn đi, cục này cũng đẹp, cầm đi Tuấn. Yeah. Trời, có cái ống dòm mà Tuấn. Mà dòm được không? Không biết nữa. Ê, được anh trai. Ủa mà dòm cái gì vậy? Dòm gái. Trời, dòm gái sao dòm chứ? Gái nè. Cầm. Một lát mình sẽ review chi tiết hơn cho anh em xem. Trời. Ôi. Cái này là của hãng hàng không Vietjet nha mày. Ồ ghê hả? Ừ. Cha, cái này á là cái người nào mà đi máy bay nhiều thật là nhiều á mới tặng luôn cái lồng đèn trung thu máy bay luôn. Trời ơi, đi máy bay rồi tặng lồng đèn nữa. Chứ sao đâu, đem về cho trẻ em ở nhà xem. Mà này bực không? Công tắc đâu rồi, không có cái độ công tắc anh trai. Vậy là cái này có nghĩa là gắn pin vô là nó chạy luôn đó. Chà, hôm nay tôi thấy. Ôi. Trời, có cái tay cầm BS nữa nè. BS. Ý mà cái này chắc hồi xưa anh trai, cái này chắc BS ha. 2 hay 3 gì á. Đúng rồi. Chứ BS4 mới bây giờ là nó không dây luôn rồi. Mà cái năm là còn xịn hơn nha, không dây mà có đèn led trên nó luôn. Trời, cái năm chưa được chạm. Ôi, từ từ đi, cái năm mới ra mắt lắm mẹ ơi. Ôi. Ê, tao thấy có cái vỏ sách nữa là tối. Ôi, mở thử coi. Có tiền bạc. Ngược. Đúng rồi, trời. Không có tiền bạc anh trai ơi. Tiền đâu, tao không thấy toàn là lá cây trong mà. Ủa, cái cục này là cục gì vậy? Hình như cái này kính thực tế ảo. À ơi, cái này mà đeo vô là ảo luôn á, nhìn nó dơ hay à. Ê Tuấn, tao thấy bên kia có một cái túi màu hồng rất là xịn sò luôn kìa. Để em. Để từ từ qua thôi nghe mày. Trời. Không có gì anh trai. Ơi mà cái túi này nhìn thấy có vẻ xịn quá ha. Này em nghi là mấy thằng ăn trộm xong nó giục đây. Đúng rồi. Thành ra nó đã lấy hết những đồ có giá trị trong đây rồi. Đúng. Yeah. Giấy tờ nó cũng lấy luôn, mấy thằng này đúng là ăn cướp mà. Mà cái vỏ này không biết bà nội nào đeo bự dữ vậy trời. Đó, tôi nói nha, đeo mấy vỏ bự chứ không biết. Gã giật hết. Nhìn vô biết đồ diệu rồi. Ôi ơi, cái gì đây nè? Cái gì vậy? Ủa? Có chiếc xe gì lạ vậy mày? Ủa, xe gì đây trời? Không biết anh trai, ý nó có cái lỗ gì nè anh trai. Trời gì vậy? Đây nè. Đó. Xe này mỗi lần mà tăng tốc lên đó là nó sẽ phun ra lửa như vậy nè. Chạy hả? Cái này người ta gọi là khí nitro dùng trong phản lực đó. Trên mấy chiếc máy bay mà nó bay với tốc độ âm thanh Mach 1, Mach 2 là nó sẽ phản lực như vậy. Nó xịt ra một cái là xe đúng là xe đua luôn. Yeah. Mà cái này khí nitro anh. Đúng rồi, nitro dùng cho máy bay đúng không? Hay ta. Ồ, cha hôm nay ghét ít quá ta. Nay nó tàn ghét dơ dơ. Ê anh Đức, cái gì lượm về giặt mặt không? Thôi đi, lượm cái này về để tao đi ăn mài ăn xin như vậy tao lao không à. Ôi trời ơi, con ngựa này sao nhìn lão vậy ta? Con ngựa này sao mắt nó thâm quá. Nhưng mà con ngựa này nha, nhìn cái nét nó không phải là đồ chơi đâu, mà cái này là đồ trưng á, trưng bài á. Ủa sao nó nóng nóng vậy bà? Nóng không? Thì nãy giờ nó làm nó phơi nắng mà nóng nóng sao được. Ủa mình có bị mất cái đuôi rồi. Trời ơi. Rồi vậy. Trời, lượm được một con rồng bảy màu luôn nè. Trời ơi. Trời ơi, nó há mày. Ý. Ủa nó bị gãy cái mỏ nó rồi.
hay là bị con rồng cái nó cắn đứt mỏ gì ngoại tình. Hả? Không phải đâu, con rồng này nó ham ăn á, người ta đặt bẫy nó vô nó ăn á, cái bị bẫy sập cái bị mất cái mỏ luôn. Nếu cái tư duy như vậy thì não của anh sẽ được đặt tên cho một giống chó mới đấy. Trời ơi, đây nè, cái mỏ mất tiêu rồi nè. Ơi mà có bây giờ anh thấy rồng ngoài đời trên trời chưa? Nhưng mà trên thế giới mình có một loại rồng, đó tên là rồng Komando. Con rồng này nó chỉ sống ở bên nước Úc thôi. À, con rồng bốn chân đúng không? Đúng rồi, mình nhìn biết. Bề ngoài nó giống như con cá sấu nhưng mà cái lưỡi nó giống như con rắn vậy đó. Thì con nó cũng tên là rồng luôn nha, nhưng mà kêu là rồng Komando. Yeah. Trời ơi, gì vậy? Thấy con rồng ngoài đời đó. Trời ơi, con rồng thì chủng anh trai. Ý là con rồng á là người rắn nè ha, mà cái đầu là sư tử đúng không? Đúng, mà cái bờm là con ngựa. Ồ. Thôi thôi giữ đi. Ôi ơi, bà chị thấy như có con hươu gì kìa. Con cỏ. Ồ. Ê. Trời ơi, sao nó vừa để em anh trai. Mày làm cái gì? Hả? Ủa mày sao con hươu này cái cổ nó nhỏ, cái mình nó nhỏ, cái đầu nó bự dữ à? Lạ quá vậy. Thì đó đúng rồi. Ủa con cổ này chân nó dài, cổ này dài. Giật cái áo mưa đi ra. Ủa cái gì vậy? Trời gì vậy? Trời. Trời sao có cái áo trong này vậy? Wow. Trời. Cái áo này là của tổ chức tội phạm Akatsuki rất là nổi tiếng trong truyện Naruto Shippuden. Ủa Akatsuki là gì? Được rồi, đợi chút xíu anh sẽ giải thích cho em cận kẽ hơn. Wow. Anh ấy quận được bộ áo Akatsuki lên trên mình. Đây chính là mơ ước từ nhỏ của anh. Vậy hả? Đúng rồi, cái thằng này là nó không có coi chuyện Akatsuki rồi nè. Không có coi. Akatsuki là một tổ chức tội phạm cực kỳ nguy hiểm trong thế giới của ninja. Ủa là tổ chức tội phạm là sao? Hả? Trời ơi, những thành viên ở trong đó là những sát thủ giỏi nhất trên thế giới. Ghê hả? Đúng rồi, họ có chung một mục tiêu, đó chính là hủy diệt thế giới. Trời ơi, vậy có ai đứng ra bảo vệ không? Có chứ, đó chính là Naruto. Nhưng mà đặc biệt nha, mục tiêu của tổ chức này chính là thu thập vĩ thú. Vĩ thú là gì? Này nè, vĩ thú có nghĩa là những con thú huyền thoại. Tụi nó mang trong người những cái chaka năng lượng rất là mạnh luôn. Chẳng hạn như là thập vĩ là nó sẽ có 10 chiếc đuôi. Cửu vĩ là có 9 chiếc đuôi. Còn thất vĩ là có 7 chiếc đuôi. Ngũ vĩ 5 chiếc đuôi, dạng dạng gì đó. Trong người của Naruto là con cửu vĩ, con đó là mạnh nhất trong Naruto luôn. Hả? Ừ, mà các thành viên của Akatsuki là mỗi người là ngón tay có đều đeo một cái chiếc nhẫn kim mộc thủy hỏa thổ. Đại diện cho các năng lượng của họ sử dụng. Các bạn nào mà có xem chuyện Naruto là sẽ biết ngay cái áo này liền. Yeah. Đúng rồi, biểu tượng của nó là áo đen, mây đỏ. Trời ơi, nghe hay vậy, về coi. Hay lắm á, về coi đi. Ừ. Trong thế giới ninja là hấp dẫn lắm á nha. Vậy hả? Đúng rồi. Ừ. Em mà coi là em ghiền luôn. Cái bộ Shippuden đó là tới 300+ tập luôn, coi hoài không hết. Về coi đi nghe. Ok. Dạ, các bạn nào mà có biết thêm về cái nhóm tội phạm Akatsuki nữa thì cứ comment bên dưới, tôi xem hợp lý tôi sẽ rep trả lời liền. Áo này đẹp quá ha. Đẹp. Anh em nào mà thích cái áo này á, comment mà tôi thấy comment nào mà hay nhất tôi gửi tặng luôn. Chơi là phải chơi như vậy nó mới chất chứ. Đừng ráng tặng anh em luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ review sơ mấy cái đồ này hôm nay đi nghe. Vô. Trời ơi. Ôi trời. Cái gì vậy? Hôm nay là một con hươu nè, một con rồng, một cái ống dòm. Ống dòm này là Planet Earth. Là cái gì? Earth là trái đất mình đó, còn Planet là hành tinh, có nghĩa là cái biểu tượng của cái hệ thương hiệu cái ống dòm này là trên hành tinh trái đất. Mai mốt mày sẽ lượm được một cái ống dòm ở trên hành tinh sao Hỏa chứ sao Thổ nữa. Mày ráng lượm đi nha. Em muốn cái ống dòm mà kiểu nó nhìn ra trái đất luôn anh chạy. Trời, cái đó gọi là kiến viễn vọng. Cái kiến viễn vọng á là mình có thể nhìn xa được tới các vì sao, các hành tinh, các sao chổi luôn. Trời hay vậy. Chứ ống dòm nhìn không có tới đâu. Ơi, nhưng mà hôm nay anh thích cái này nè, cái này đẹp nè. Việt Nam Airlines. Đúng rồi, cái lồng đèn của Việt Nam Airlines rất là đẹp luôn nha. What? Ở Vietjet. Ờ quên, lộn. Vietjet. Bảy. Tôi thích nhất cái lồng đèn này đẹp nè. Đem cái này về cho bà Vê. Yeah. Dễ thương quá à. Mà công nhận cái lồng đèn còn mới tanh 2 tuần. Ê này gì? Cái này đem về vụ lão gia mở răng anh. Lão hóa da mà cắn vô cái rẫy răng lão hóa da luôn sao ba? Thì đó. Ôi, cái trái mít này là bằng nhựa nghe. Ôi bằng nhựa hay ha. Ôi mà hơi dơ quá, bây giờ mình rửa sạch lại đi. Vậy rửa sạch lại xài được à. Yeah. Họ có thần thoại rồng nữa anh trai. Thần thoại cái gì? Rồng thần thoại của người ta là 7 màu, còn con này là nó bị phai màu luôn rồi. Chứ không còn là 7 màu nữa. Chắc nào chơi dữ quá ăn rồng phai màu nha. Mất cái mỏm nữa. Trời ơi. Vậy thôi, hôm nay tôi với anh Tuấn cũng xin kết thúc clip ở đây luôn. Coi như hôm nay clip lượm được cái áo rất là xịn sò luôn. Hay. Đây, để tôi biểu diễn một vài đường quyền ninja cho mọi người xem. Chứ sao? Khoan, để lấy điện thoại với bóp ra cái đã. Trời ơi. Một bên. Gớt luôn mày. Vô. Thôi, ninja là phải chạy mày. Vô. Trời ơi. Bây giờ sẽ tới thuật quy thức. Hồn Jesus. Ủa? Ủa nó đâu có tiêu hả? Oh no.
ơi, ông Đức đâu ta? Vai. Ủa anh Đức ơi, anh đâu rồi? Đâu ở đây nè mày. What? Ủa đâu ta? Sao nghe tiếng mà thấy bóng trơn? Trời, có nào ông biến từ thùng rác qua bãi rác không anh em? Nguy hiểm. Anh Đức. Đâu anh Đức? Đâu phải không à? Anh đang ở trên đây nè. Ủa? What? Trên đầu mày nè. Trên đầu à? Trời. Công nhận cái áo này lợi hại thiệt. Ủa, cho em mượn áo đi. Không được, áo này của tao bây giờ chỉ một mình tao xài thôi. Chịu kiệt. Anh em vậy? Dạy cho anh chơi luôn đi nha. Hả? Tôi đi về.